Quý vị và bà con sau khi mua cây giống của Hà Vị Ngon về như thế này, bà con sẽ tiến hành cắt bỏ lá càng sớm càng tốt. Sau đó có thể đem trồng trực tiếp hoặc dâm ủ khoảng 1-2 tháng hoặc ra riêng thì quý vị sẽ trồng. Cây sẽ ra nọc và ra rễ rất là đẹp. Như thế bà con sẽ chăm sóc tập trung một thời gian dễ hơn. Cây sẽ không bị chết và phát triển rất là tốt. Sau đây Hà Vị Ngon sẽ đưa ra chỗ quý bà con có thể dâm tập trung và cắt phần lá trước khi dâm. Đây là cây dâm Hà Vị Ngon nọc ra những cây xấu, cây bị nong chóc bầu, dâm lại như này. Thì bà con nhìn theo Hà Vị Ngon làm như thế này và về sẽ cắt bỏ hết lá ngay, càng nhanh càng tốt, và dâm lại hoặc trồng trực tiếp ra hố quy định. Kể cả cây chiết cũng vậy, bà con sau khi cắt cành chiết trên cây xuống sẽ cắt bỏ hết lá như này và dâm ủ. Tốt nhất là nót cát ở xung quanh, cây sẽ ra mầm rất là nhanh và dễ sẽ ra nhiều hơn, xanh tốt hơn. Sau khi cây bắt đầu nhú nọc như thế này thì quý vị bà con sẽ tiến hành phun thuốc trừ sâu vẽ bùa. Bởi vì những nọc như này sẽ có rất nhiều sâu vẽ bùa đẻ trứng, làm cho lá ra sẽ bị xoăn đầu lá, ảnh hưởng đến quá trình quang hợp và phát triển. Quý vị lưu ý như thế này là quý vị đã phải phun thuốc trừ sâu vẽ bùa. Tất cả dù là bưởi, cành chiết hoặc cây ghép đều như vậy, kể cả cam. Bà con lưu ý. Những cây Hà Vị Ngon đang trồng cắt lá, đây là những cây 2 năm, chính là những cây quý vị mua về trồng. Sau 2 năm thì cây sẽ to tương đương với típ 48 hoặc 60 tùy theo chăm sóc và chất đất của từng gia đình. Đây là cây sau 2 năm to như thế này và 3 năm sẽ bắt đầu cho trái bói năm đầu tiên. Khi trồng thì Hà Vị Ngon có hướng dẫn trồng theo hướng rất là nhiều video rồi, và con để ý hướng nào nhiều cành sẽ trồng ra phía ánh sáng mặt trời chiếu vào buổi sáng, còn phía nào ít cành thì bà con sẽ trồng ra hướng mặt trời nặn buổi chiều, vì buổi chiều sẽ nhiều ánh sáng hơn. Ít cành thì ánh sáng chiếu nhiều sẽ ra nọc đuổi kịp và làm cho tròn tán. Và khi trồng, bà con để ý những cành mà có gai như thế này, nọc mà nên mà có gai như này thì bà con để ý là sẽ không phải là nọc của mắt ghép, bà con sẽ vặt bỏ. Những cành có gai như này để ý này sẽ không phải là ở mắt ghép, bà con vặt bỏ, tỉa bỏ. Sau một thời gian khoảng nửa tháng thì cây đâm chồi như này, nhưng mà bà con phải cắt bỏ lá thì cây mới giữ được nước và đâm chồi nhanh như này. Thì trong quá trình như này quý vị bà con đã phải phun thuốc phòng trừ sâu vẽ bùa. Hà Vị Ngon nhắc lại là phun thuốc phòng trừ sâu vẽ bùa, không nên để khi có sâu rồi quý vị mới phun, bởi vì khi như này là sâu vẽ bùa sẽ để trứng và bà con sẽ không nhìn thấy, để trứng vào cây. Bà con tốt nhất là phòng hơn chữa, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đây là Hà Vị Ngon đang xuất cây giống lên sông Mã Sơn Na. Đây là xuất lên sông Mã Sơn Na với 1.000 cây cho khách. Bà con biết là lúc Hà Vị Ngon xuất giống rất là nhiều cây, nhưng đến bây giờ đã hết sạch, không còn cây nào. Hà Vị Ngon hy vọng qua những video clip
hướng dẫn chăm sóc cũng như tư vấn kỹ thuật cho bà con, và cũng hy vọng bà con Hà Bình Ngon rất tin theo nhân quả, gieo nhân lành sẽ gặt quả lành và ngược lại. Ở đời sống không ai cho không ai cái gì, và cũng không ai làm việc gì xấu, việc gì lành mà có thể tránh khỏi được nhân quả. Bạn làm việc tốt dù không nói ra, nhân quả vẫn ghi nhận và trả cho bạn xứng đáng. Còn nếu bạn làm việc xấu dù không ai biết, nhưng nghiệp vẫn mang đến cho bạn trả lại. Nếu đến nhanh thì bạn sẽ bị nhẹ hơn, còn càng lâu bạn giấu, càng lâu bao nhiêu thì nghiệp đến càng lớn bấy nhiêu.